Sản phẩm Zadian 60SC dạng sữa, gói 15ml, sử dụng cho một bình 25 lít. Có thể sử dụng hai gói một bình. Thành phần là Spinetoram 60g trên lít. Xuất xứ tại Indo của công ty Coteva. Tiền thân là công ty Dubon của Mỹ. Thời gian cách ly là chỉ cần 2 đến 3 ngày. Một gói này cho 16 đến 25 lít nước, chuyên trị bọ trĩ, giòi độc lá, sâu đục quả, sâu tơ, sâu xanh da láng, bọ trĩ, sâu vẻ bùa. Và sản phẩm này khi sử dụng ở cây con thì cực kỳ mát. Ví dụ như trên cây giống hoặc là trên cây con như dưa, ớt, sau khi trồng từ 7 đến 10 ngày thì sử dụng thuốc sâu Zadian này rất là mát, sẽ ít bị vàng lá, cây ít bị sượng. Và đặc biệt quan trọng là đây là sản phẩm thuốc sâu sinh học, có nhãn xanh, thì độ độc rất là thấp, cách ly 3 ngày. Cho nên mình có thể sử dụng cho các loại cây trồng trước khi thu hoạch để quản lý bọ trĩ và sâu, nên cộng với một số loại thuốc khác để tăng hiệu quả.